Tập 12 bộ phim Tình Yêu Thở Nhỏ. Tôi là Hòa, đây là lúc tôi còn nhỏ. Tôi được gia đình gỡ vào khu vui chơi và bây giờ tôi sẽ đi chơi. Ủa? Có một bạn gì đang cầm bóng bóng bên kia kìa. Mình qua mình xin bạn đó bóng bóng mình chơi cùng đi. Bạn ơi. Ủa, bạn? Bạn có thể cho mình xin bóng bóng mình chơi với được không? Không có, bạn không cho được. Ủa, kỳ vậy, ghét. Thôi cầm xíu thôi nha, không có được, đem đi luôn nha. Thôi tôi dặn rồi, tôi không thèm chơi với bạn nữa. Dạ bạn đi chơi, tôi dắt bạn đi chơi luôn. Ồ sợ kê, nhưng mà chơi phải vui nha. Nãy mình bận nên là gửi mình vô đây chơi nè. À vậy là ba mẹ của các bạn cũng gỡ bạn vào khu vui chơi này chơi nữa hả? Đúng. Wow, vậy bây giờ mình đi chơi đi. Bạn là đâu tới đây hả? Đúng rồi, hình như đằng kia mình thấy có cầu tuột kìa. Mình dẫn cậu đi, đầu tiên là mình lên đây này. Ấy, sao mình tua xuống, dính. Wow, đã siêu vậy. Vui luôn. Mình nhém bị rách quần bạn ơi. Ủa sao mình tụi hỏi con rách mà sao bạn tụi lại rách? Hử? Ai biết đâu trời. Vậy tức là quần rách từ ban đầu rồi đó. Không nhém rách là chứ chưa có rách. Ôi đừng chơi này, nó chơi hồi rách luôn á. Bạn nhìn trên áo của mình đi, bạn thấy không đó, mấy cái đốm đốm là mình giá lại đó bạn. Vậy à đó. Đúng rồi trời đất ơi, tôi chuột riết là đồ tôi rách tùm lum hết á. Tụi ai mượn chuột mà cứ đòi chuột hoài. Được thôi đừng chơi này, mình đi chơi thú nhúng đi. Ủa đây có thú nhúng luôn hả? Có luôn, mình dắt cậu đi nè. Tỉnh dậy, đi dắt mình đi, nó nằm đâu thế? Dắt cậu đi chứ không để cậu tuột nữa, rách quần rách áo để bắt đời mình đi khổ. Nó nằm ở đâu vậy bạn? Đây, qua đây. Wow, sao nhìn giống bánh lăng quá vậy, mình ăn nó được không? Cạp hồi gãy răng á, đừng có ăn nha. À, cái này là mình chế bay lên là mình nhúng rồi hả? Nhúng. Đấy, vui chưa? Wow. Bay cũng bay ra ngoài luôn á. Xịn quá. Vui cá. Mình nhúng có miếng mà mình muốn rối loạn tiền đình luôn rồi. Mà chóng mặt quá. Thôi đi xuống. Oh no. Giờ mà muốn chơi cái gì ở đây? Ủa ra đây đây còn gì để chơi không? Mình mới vô á bạn, mình đâu biết đâu. Có chiếc xe nè, chạy được không vậy? Đâu, không chạy được. Trời ơi, chạy không được rồi, buồn vậy. Bạn đi chơi tàu xe được không? Có tàu xe lửa nè, ở đây có bật nhúng nè. Ê, đây có bật nhúng nè bạn. Ui, wow. Nhúng ơi. Ủa sao nó không nhúng vậy? Nó như mình nằm vậy thôi hả? Ha, tại mình nhẹ quá ta. Mình chắc tại mình nhẹ nên nó không nhúng được á. Trời ơi, đồ chơi cùi bắp. Thôi, mình chơi xe lửa gì nãy bạn nói đi. Ok, cùi miếu rồi, đi thôi. Nó nằm đâu vậy? Bạn đi trước đi. Ok, đi thôi nha, đi cẩn thận kiểu rách quần đó. Ủa cao vậy? Đúng đó. Mình sợ độ cao. Thôi lên đây, lên đây có gì mình bảo kê cho đi lên đây. Rồi bây giờ mình phải làm gì? Đợi xe lửa hả? Đây, đúng rồi. À, mình thấy xe lửa kìa. Đúng rồi. Ôi, cái bạn kia cũng đợi xe lửa giống mình á gì kìa. Bạn kia bạn chặt đầu xe lửa. Rồi xe lửa dừng lại lên thôi. Lên thôi, lên cẩn thận té đó. Rồi cho chạy đi bạn ơi. Ui, đã vậy. Vui không? Wow, xịn nha. Quá đã luôn chứ đùa. Gìn. Ở mà mình đang ngồi vô chỗ của cái con thỏ gì nè. Đúng rồi, con thỏ. Nhìn mặt nó ngu. À, tính ra cái chỗ khu vui chơi này chơi vui nha. Ừ, có nhiều cái vui lắm á. Tí nữa mình dẫn cậu đi chơi tiếp. Wow. Này là mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Vậy là bạn chơi ở đây nhiều lắm rồi hả? Rành dữ hả? Đúng rồi, chơi rít thuộc map luôn rồi á. Ủa, đến chỗ rồi hả? Trời ơi, không nói. Ủa, thế cậu tính đi thêm vòng nữa hả? Đúng rồi, đã quá à. Đã quá. Ai vừa kêu sợ độ cao hả? Nhưng cái đó sợ thôi, nhưng mà tới lúc vô chơi đã quá hết sợ. Hạnh là hết sợ. Rồi, bây giờ bạn dắt mình đi chơi đi. Ok, đi theo mình. Đi theo tôi. Ủa, bạn té, đi theo tôi. Ủa bạn vô đây nhiều lần rồi hả, gì mà bạn rành quá vậy? Ừ, đi nhiều lắm rồi. Đi nhiều từ đó mua thiếu ở đây, mấy cô mấy chú cũng chẳng mua thiếu luôn á. Vậy hả? Ở mình thấy đằng kia có bắp ở gì kìa, là không ấy, mình lại thiếu thêm miếng nữa. Này không ấy bạn ăn gì bạn khốn vậy bạn ơi. Thì bạn bao mình đi, hôm khác mình bao lại cho bạn. Nhưng mà quần áo bạn rách như vậy, con vá chẳng qua đút như vậy, có tiền mà bao lại không nó? Ê, vẻ bề ngoài của mình vậy thôi chứ mình giàu lắm á. Không, vẻ bề ngoài mặc đồ vá vậy mà thấy không uy tín rồi đó. Thôi ngồi lên ghế để mình đi mua cho, qua đây. Phải như vậy. Lắm trò ngồi im đi nha, đừng chạy ông nhông nha. Mình ăn bắp rang bơ nha. Nghe order lắm, ok để quên mình đi mua cho. Chờ chiếu, có uống nước luôn không? Có. Ơi, người ta hỏi vậy thôi mà cũng uống nước thôi đó. Ai kêu hỏi trời. mình hỏi vậy thôi, bạn lại kêu là không, mình ăn bắp được mình không uống nước đâu, bạn phải nói như vậy chứ đúng không? Không, mình không biết từ chối. Cái gì vậy trời? Uống coca hay là uống bay ấp? Bạn bao mình gì mình uống cái đó. Hay thiệt tình, để mình mua coca cho hai đứa mình cùng uống luôn. Wow, tính ra chỉ xin đồ ăn thôi, tự nhiên có nước free uống nữa, sướng. Tức mình không cho anh nữa bây giờ. Rồi đi lên ghế nào, mình bảo bạn đi lên ghế mà chạy lông nhông vậy. Rồi nè. Rồi cầm. Wow. Đó, mình ăn gì? Đây, để mình ăn. Ăn từ từ thôi. Rồi. Ủa, ăn từ từ thôi để phần mình nói chứ, hay nhờ. Ăn hết luôn rồi, ngon quá. Ủa, ăn mực ăn hết. Mình lỡ ăn hết rồi, bạn mua khác đi. Đấy, thiệt cái tình à. Ở trên đây nó có một hầu bơn nè. Mẹ ơi, cẩn thận trượt chân rớt xuống đó là mình không vớ được đâu đó. Bạn biết bơ không? Nhưng mà cái vấn đề là tụi mình đâu có mang đồ đâu. À, sợ bị ướt á hả? Ừ, ướt không có đồ thay á. Nào, không đồ thay thì chạy vòng nha, hỏi khô. Ừ, thôi bạn làm đi nhá. Tí cả mình bạn chịu chứ mình còn muốn khỏe lắm. Ủa, nhưng mà bạn biết bơ không? Không biết.
Trời ơi, gì mà dở vậy? Dạ, biết không? Rồi, nếu như bạn biết bơi á, bây giờ mình sẽ cho bạn một cái phao nha. Phao này hình con sò. Đó, bạn xuống nước đi để mình thả phao xuống cho bạn nè. Không, mấy bạn xuống trước đi, nhớ chìm hay sao? Mình cũng không biết bơi luôn. Bạn không biết bơi mà mình cũng không biết bơi. Bây giờ bạn xuống, mình đi xuống, bạn có thấy nó có vấn đề không vậy? Nhưng mà mình có phao. Thì bạn xuống đi, bạn đưa phao cho mình, để bạn xuống, bạn thử trước đi đã rồi mình xuống sau. Rồi, vậy mình xuống trước nha. Xuống ngon thật nha. Rồi, mình xuống rồi nè, bây giờ bạn xuống luôn đi. Ồ, cái phao của mình dễ thương không? Dễ thương quá rồi, chua chê quá ta, kiểu đâu rồi đây? Mình cho bạn cái con phao, con sò đó, bạn xuống đi. Nè, mình dục qua cho bạn nè. Đó, bạn thấy cái phao con sò của mình dữ không? Wow, cua treo quá đi. Nổ luôn à. Mình cảm giác cái phao của mình cho bạn nguy hiểm quá vậy. Gán bám vô nha bạn. Bám chắc chắc nha, chứ bạn buông tay ra là có xong bạn luôn á. Bạn phải cứu mình chứ. Mà mình đâu có biết bờ đâu. Vậy thì nữa mình rớt thì mình sẽ bán với bạn để hai đứa mình cùng rớt. Dạ thôi, không chơi này nữa, thôi mình lên bờ đi. Sao vừa nói như vậy nó sợ được quá à. Mình thấy hình như là bạn sắp rớt rồi đó. Thấy mình bám vô cái con sò này nãy giờ hơi lâu rồi. Ok ok, lên bờ. Đi thôi. Mẹ ơi. Mình lên được rồi nè. Wow, bây giờ mình đi kiếm chỗ khác chơi đi. Kiếm chỗ nào chơi được ta? Ơi, mình thấy rằng đây có cái gì nè, tủ lạnh hay gì nè, không biết có đồ ăn không? Phải tủ lạnh không? Wow, tủ lạnh không mở được. Không mở được vậy là không xài được rồi. Ghế cũng không ngồi được luôn. Ơi, đồ gì pha keo quá đi. Ơi, có mấy cái búa này nè. Wow, mình lấy được cái búa rồi nè. Mấy cái búa này làm gì không? Trời ơi, cái gì vậy? Tự nhiên quýnh mình. Chịu rồi. Không, ý là mình đang chỉ bạn công dụng mới của cái búa này chứ bộ. Đâu phải đập ù chơi đâu, mình có thể đập nhau nữa. Thôi, bây giờ trễ rồi, mình chắc ba mẹ mình sắp lỡ đón rồi. Bây giờ mình chuẩn bị đi về nha. Đi về lại đến sớm thì sao? Đúng rồi, hẹn bạn vào buổi chơi lần sau nha. Lần sau đi rồi nhớ mang gì đồ ăn cho tôi á. Ô trời ơi, bạn hay chơi đây lắm đúng không? Đúng. Ủa mà bạn sắp đi học chưa? Mình sắp đi học rồi á. Mình cũng sắp đi học luôn rồi nè. Ồ, không khéo tụi mình học chung trường á. Wow, không lẽ vậy? Mình học ở trường KA á. Bạn học đâu vậy? Ui, mình cũng học trường đấy luôn á. Wow, vậy có thể mình học chung trường với nhau rồi, nhưng mà không biết có chung lớp với nhau không nữa. Ngày mai để mình vô trường mình xem thử coi nha. Có khi là chung lớp á. Wow. Nghe lắm. Vậy hẹn bạn ngày mai nha. Còn bây giờ là mình đi về nha. Bye bye. Nó cây về cẩn thận nha. Bye bye. Ôi, đi học thôi. Ui, cái bạn nữ ngày hôm qua mình quên hỏi tên bạn đó rồi. Không biết là ngày hôm nay có học chung với bạn đó hay không nữa. Để mình vô lớp thư viện đây. Ủa, ui, giống bạn ngày hôm qua quá vậy. Để nhìn coi. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn ngày hôm qua nè, hello. Ủa, bạn cũng học ở đây nữa hả? Đúng, đây là lớp của mình. Ủa, nhưng mà ăn tiết thư viện mà mình vô lộn mà tiết dẻ rồi. Đúng rồi, chết rồi, đi nhầm lớp rồi. Ui, trời. Chạy ngược lại đi, trời ơi, còn ngồi đây mà nhắc mình nữa. Tại sao có cái thế lực nào mà mình vô cái phòng đó vậy trời? Tại vì tụi mình có duyên đó, nhanh lên ghế ngồi, tốc độ. Ui, chọn từ giống nhau với màu chữ, học nhanh thôi bạn ơi. Học nhanh đi chơi nào, tốc độ nào. Trời ơi, màu đen. Màu xanh. Trời ơi, ơi, đen, đỏ. Đỏ, đen thì đỏ bạc hả? Đen, ui, đỏ, nhanh quá, bấm không kịp, còn 7 giây nữa thôi. 5 giây. Thôi, xong mình rồi. Không, mình cũng xong rồi, chết rồi, bao nhiêu điểm đây? Bạn được B cộng, mình còn được C cộng, mình còn chưa nói gì này, lắm trò. Hù, học dở quá đi. Ê bạn ơi, bạn đang khinh bị đấy đúng không? Bạn nhìn thấy tôi bao nhiêu điểm không? Mình với bạn đều học dở hết bạn ơi. Người ta được A cộng quá chừng kìa. Thì là hai đứa mình đang kéo nhau đi xuống đúng không? Không, chắc tại mình đi vô trễ á. Mà thôi cãi đi, bây giờ mình đi ra canteen kiếm gì ăn đi rồi mình vô mình học tiếp theo. Bây giờ bạn hay ăn quá vậy? Có mang tiền của mình đòi ăn nhà hoài vậy? Có chứ, lần này để mình bao bạn. Nghe vậy sao? Vậy thì mình sẽ ăn 10 phần. 10 năm mới được bạn bao lần, mình phải tranh thủ mình ăn cho bỏ chứ. Tính ra mình chưa đủ 10 tuổi nữa bạn. Đừng nói với nhau là mình quen nhau từ kiếp trước đi nha. Ai biết được, cũng có thể kiếp trước bạn nợ nần gì mình, sau kiếp này bạn gặp mình thì bạn trả nợ hay sao? Rồi bạn ăn gì bạn lợi, bạn lấy đi bạn ơi. Đó, buffet bạn ơi, đó. Buffet. Tự nhiên nha. Wow, có tôm nữa nè, cua nữa. Bạn qua đây lấy dĩa đi bạn ơi. Ok, sao gì? Wow. Vậy ăn luôn rồi hả? Ừ, mình ăn thử, mình ăn vụn miếng rồi, ngon quá. tớ tiếng nấu ăn luôn rồi kìa bạn ơi. Lẹ trở giờ ăn nhanh còn đi nữa. Ủa, tiếng nấu ăn ở đâu vậy? Ở đây. Bầm quá chừng bầm luôn rồi. Bầm ghê à, văn hành củ cải trứng vịt gì từ lưa hết à, ớt nữa, chuông nữa kìa. Nói ớt thôi cho mình học ký đâu bạn nhở? Mình cũng đi học luôn thôi. Vô nãy giờ bạn làm gì? Nãy giờ mình coi bạn học á. Trời, ai mượn. Trời ơi, cái cục gì vậy? Ai mình nhớ nó không có cục sushi nha. Mình thôi, mình xin bạn một hồi. Mình khờ giống bạn mất. Binh chưa lên rồi. Mình tới học binh chưa lên rồi. Kem. Trời ơi, chết quớt rồi. Mình tới hamburger rồi. Rồi, mình đang học làm kem. Tới đó mình sẽ làm kem cho bạn ăn nha. Nghe họ làm ăn đúng đấy. Được chứ. Ok, bao nhiêu tin bạn một lần đấy. Ăn mà nó bụng là mình ký đầu bạn luôn. Bây giờ mình qua làm xin que trái cây rồi. Ôi da, hết giờ luôn rồi. Oh no, được có B cộng thôi. Mình được điểm C nè bạn ơi. Ai
người bạn ngồi bạn coi mình học chi. Cái có người ta vô học cái ngồi đây ngó thiệt cái tình à. Thôi bây giờ cũng tối rồi đó, sắp tan học rồi. Ủa một xíu nữa ba mẹ bạn lên rước hả? Một xíu nữa ba mẹ tôi rước. Vậy thôi bạn về với ba mẹ nha, còn mình thì mình sẽ về với ba mẹ của mình. Đi thôi. Bye bye bạn nha. Bye bye. Bye bye. Một thời gian sau. Ôi ngày hôm nay cô bệnh không có dạy rồi. Vậy là bây giờ mình bị mất dạy hết một ngày rồi. Ủa mình nghỉ học hết một ngày chứ. Ồ sướng quá, vậy bây giờ đi chơi đi. Ủa chú. Hello bạn Dương, bạn đi đâu đây vậy, đi học đúng không? Giờ bạn hỏi câu nói của chú vậy, mình đi vô đây là mình đi đâu nữa? Mình sẽ báo cho bạn một cái tin vui. Tin gì vậy? Cô bị bệnh rồi cho nên là lớp hôm nay được nghỉ một bữa. Mình đi mét cô là cô bệnh mà bạn kêu là tin vui nha. Chết rồi, cho mày chừa. Bạn đừng có mét, để mình dẫn mình đi chơi nha. Dẫn đi chơi, đừng mét. Dạ, mua gì ăn thì mới không mét hùng thôi. Ok, vậy bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi ăn kem nè. Ok, đi ăn kem nè. Đi thôi. Chị dâu. Ba đừng cẩn thận nha bạn, đừng chạy băng băng như vậy. Chờ đèn xanh mới chạy qua chứ. Ô, đèn đỏ chứ. Đèn xanh chạy qua là bằng suối mình là đi luôn á bạn ơi. Suối tầm bảy. Sorry. Giờ trong đầu toàn kem thôi nên là nó kiểu nó hơi đơ một xíu, bạn thông cảm. Này, mua kem cho bạn nha. Nó sẽ có nhiều loại kem lắm. Như kem ba tầng nè, kem sô cô la nè, vani nè, kem trộn vị nè. Bạn thích kem nào? Kem vani. Vani hả? Vậy giống mình á, mình cũng thích vani luôn. Phải đông đó, là thấy mình thích vani nên mới kêu là thích vani đây. Không, mình thích vani nào giờ thiệt mà. Đây, kem của bạn đây, mình nhận đi. Ồ, chi chi ạ. Ui, ngon quá vậy. Còn có cả hạt sô cô la luôn. Tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ dắt bạn qua bên xích đu chơi nha. Đó, xích đu này mới làm đẹp lắm. Đi thôi, bạn đi chơi. Đi từ thôi. Mình vừa ăn mà mình vừa ngắm phong cảnh luôn á. Thích vậy sao? Đi thôi. Vậy vô. Đây nè bạn ơi. Wow, bự chứ hả? Đứng đây nha, đợi cái xích đu sau nha. Rồi, ủa, kịp nè, lên luôn bạn ơi, lên luôn. Nhanh luôn. Wow. Ngồi cẩn thận nha, để không rớt xuống nước á. Chồng bạn biết bơi mà đúng không? Mình không biết bơi. Trời ơi, chẻo rồi. Hồi đó mình bơi chung với nhau hết một lần á, quên hả? Hồi đó không biết bơi, không lẽ giờ cũng không biết bơi. Sao kém quá vậy? Ủa vậy bạn biết bơi hả? Đương nhiên là không rồi. Thôi mình ăn kem đi, chứ lên đây gió quá, rớt kem luôn, nghỉ ăn luôn. Ok, múc tan hơi nhâm. Wow, đúng là kem của người khác mua ngon quá đi. Bạn thấy phong cảnh ở trên đây như thế nào? Wow, thật là lãng mạn nên thơ. Mai mốt mà mình có bạn gái á, mình sẽ cầu hôn bạn gái của mình ở trên đây nè. Thật đó, ý là mốt là lúc mà cầu hôn mình nhớ biết bơi nha. Nhớ là bạn gái vui quá nhớ rớt xuống rồi mình còn biết đường mình cứu á. Bạn dự định sau này của bạn á là bạn tính học cái gì ạ? Bạn tính làm cái gì ạ? Mình chưa nghĩ tới nữa ý. Bạn tính làm cái gì ạ? Có thể nào nghe nói cho mình nghe hướng phát triển của bạn được không? Sau này mình sẽ học ngành là quay phim. Oh, đi xuống. Đó, mình sẽ làm điện ảnh. Wow, ngầu chứ hả? Ồ, xe buýt đến rồi kìa. Đi thôi bạn ơi. Ok, đi thôi. Xe buýt này vắng kìa, có giống một bạn thôi à. Có hai đứa mình nhưng là ba người. Mình nghe ba mình nói á là sau này ba mình sẽ cho mình lên thành phố học á bạn. Thật đó. Đúng khi rồi. Khi nào bạn đi? Khi nào mà mình học hết cấp 2 này nè là mình sẽ lên thành phố mình học á. Sau khi mình học hết trên thành phố rồi mình mới về quê á. Còn bạn sẽ học ở đây hay là bạn học ở thành phố? Mình học ở đây. Ủa, vậy là mình phải xa nhau rồi hả? Đúng rồi, sau này tụi mình sẽ không được gặp nhau nữa. Oh no. Cái gì mà cười vậy? Bạn học sao bạn về bạn gặp mình cũng được. Ôi, vậy là buồn lắm á. Bây giờ chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Thôi đừng khóc, không sao. Mình sẽ ở đây mình đợi bạn. Bạn về chơi chung với mình. Dạ bạn nhớ bạn đợi mình nha. Ok, hứa sẽ đợi. Bạn nhớ về nha, đừng có đi rồi đi luôn á. Đi luôn là tí cái đầu bạn á. Dĩ nhiên rồi, mình phải về chứ. 10 năm trôi qua cuối cùng mình cũng đã về lại chốn quê rồi. Không biết cô ấy còn chờ đợi mình hay không nữa. Mình nhớ chỗ xích đu này quá. Bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ này mới được. Ủa? Có một hình bóng của ai mới lướt qua vậy ta? Mình có một cái cảm giác quen quen. Mà thôi đi, chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Bây giờ việc của mình á, bây giờ mình phải kiếm một căn nhà để ở. Không là tối nay ngủ ngoài đường nữa. Thôi, cuối cùng cũng đã 10 năm trôi qua rồi chứ bộ. Rõ ràng là anh ấy hứa là 10 năm sau anh sẽ quay trở lại. Mà sao đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt được ta? Không biết là rốt cuộc có xù bùng kèo không nữa. Thôi, anh thử bồng kèm coi em có ký đầu anh không. Thôi thì cứ gán chờ thêm một thời gian nữa vậy. Mỗi lần mà nhớ nãy là mình lại ra đây. Đúng là kỷ niệm khó quên mà. Tới nơi rồi, thôi mình cũng đi xuống luôn vậy. Ôi, mình đến chỗ thuê nhà rồi. Trong chỗ này cũng sang trọng quá. Không biết là giá cả có hợp lý hay không nữa. Chào bạn nha. Chào bạn. Bạn tới thuê nhà hả? Đúng rồi, mình đến thuê nhà mà nhìn bạn quen quen ta nhưng mà mình không nhớ. Cứ thi cái sinh là bắt đầu bảo là nhìn quen. Bây giờ bạn dắt mình đi xem nhà đi. Ok, có nhiều phòng lắm. Bạn thích phòng nào thì kêu mình lấy phòng đó nhá. Okay. Đi theo mình. Đây, phòng đầu tiên luôn. Ui. Hào hứng chơi loá. Mình là nam mà, phòng này mình thấy không ổn đâu. Nhưng mà nó đầy đủ, nội thất tiện nghi luôn. Có bếp núc rồi bánh kẹo bàn ghế đầy đủ luôn. Wow, phòng xịn đó nhưng mà nó không có hợp với mình. Bạn cho mình xem phòng khác đi. Ok, vậy chúng ta có phòng tiếp theo nhé. Nhiều lắm, tha hồ, có rất nhiều sự lựa chọn. Em là màu xanh.
Phòng này nhìn nhưng mà đơn cái phòng này nó hơi đơn giản một xíu. Đẹp á, nhưng mà nó đơn giản quá, cho mình một cái phòng nào sang trọng hơn một xíu đi. Ok, vậy cho mình nha. Chờ bạn muốn phòng nào là mình có phòng đó cho bạn luôn. Chỗ mình là bao xịn bao đẹp luôn. Ta-da. Phòng này đẹp quá vậy. Một chứ còn sao nữa. Nhưng mà hơi nữ tính nha. Nhưng mà rất là đầy đủ nội thất tiện nghi nha. Quá tuyệt vời luôn. Thấy phòng này cũng ổn á, nhưng mà bạn còn phòng nào nữa không? Có hai cái giường này, bạn có thể dẫn bạn gái về ngủ chung nè. Mình chưa có bạn gái. Chưa có bạn gái à. Đúng rồi, cái phòng này tôi thấy xịn á. Cho nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ thuê cái phòng này nha. Một tháng bao nhiêu vậy? Một tháng 5 triệu. 5 triệu à? Thấy cũng ổn á. Rồi bây giờ mình sẽ quyết định là mình thuê cái phòng này nha. Ok, vậy mình với bạn đi ký hợp đồng. Đi thôi. Thuê nhà dài hạn á nha. Vậy đâu? Mình sẽ trả trước cho bạn 3 tháng luôn. Rồi, sao xịn quá giờ, khách VIP. Ngày hôm nay mình quyết định là mình sẽ đi lên cái xích đu này để ru lại những cái kỷ niệm cũ mới được. Đi thôi. Sao rồi? Lại gặp nhau rồi. Ủa bạn đi đâu đây vậy? Mình đi xích đu nè. Ủa bạn lớn rồi, bạn cũng đi xích đu nữa hả? Ê bạn ơi đừng nói vậy nha, tôi thấy là bạn đang tính leo lên xích đu á. Trời đất ơi, thực sự ra tôi lên xích đu này là có một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Rồi bây giờ mình lên xích đu đi rồi mình kể cho bạn nghe. Ok lên luôn, rồi bạn kể đi mình ngồi nè. Hồi đó mình có quen một cô bạn gái á, là bạn đó cũng hay đi xích đu nè, và hay chơi chung với nhau, học chung với nhau này nọ. Và mình bắt đầu rồi mình đi lên thành phố học, và bạn đó có nói là bạn đó đợ mình á, nhưng mà không biết là bạn đó có đợ hay không nữa. Cho nên á mình ra đây mình hy vọng một điều gì đó. Còn bạn? Mình cũng đang nói như vậy, mình cũng đang đợi một người. Ủa? Bạn cũng đang đợi một người luôn à? Chọn luôn, đợi 10 năm rồi đấy. Nhưng mà bạn đợi con trai hay là con gái? Mình đợi con trai chứ. 10 năm rồi hả? Ủa? Mình cũng đợi một bạn nữ 10 năm luôn nè. Ghê rồi, tụi mình trùng hợp dữ vậy. Ủa vậy là hồi đó bạn còn đi học, bạn học trường nào ở đây vậy? Mình học trường Ca Áo. Ủa không lẽ trùng hợp ta? Thì mình cũng học trường Ca nữa nè. Ghê, vậy là người mà mình với bạn cùng đợi cũng học ở trường Ca Áo luôn, vậy là 4 người lận luôn á. Ủa không lẽ có lẽ nào? Bây giờ bạn còn làm gì nữa không? Không. Vậy mình đưa bạn đến một chỗ này. Ok, đi. Rồi bạn đi theo mình nha, đi thôi. Ok, đi thôi. Bạn còn nhớ chỗ này hay không? Khu vui chơi hồi trước mình hay chơi nè. Đúng rồi, mình với bạn đang cùng đợi một người á. Cùng đợi một người luôn. Đúng rồi. Mình đợi nam, bạn đợi nữ. Làm sao mà cùng một người được? Cùng một người nhưng mà nó khác giới tính thôi. Trời. Ủa là sao? Đâu bạn chỉ cái người mà mình còn đợi đâu rồi? Mình đang đợi đâu rồi? Bạn đợi người tên gì? Mình đợi người tên Hòa. Rồi, ở mình tên Hòa nè. Còn bạn tên Hòa hả? Còn mình đợi một người tên Dương. Còn mình tên Dương nữa. Thì đúng rồi. Ủa? Là mình nè. Ủa thật á? Trời ơi, thôi chịu rồi. Vậy mà nhận không ra mình. Lúc đầu á, ở trên nên xích đu á, mình nghe bạn nói là mình nghĩ ngay là bạn rồi. Với lại gần lần gặp đầu tiên ở trong chỗ thuê nhà á, là mình có một cảm giác thân quen rồi, nhưng mà mình kiểu như mình không có chắc á, cho nên mình không có dám nói ra. Wow, ghê vậy sao? Tính là bạn nhận người đỉnh á, mình không nhận ra bạn luôn á. Mà thôi, công nhận hứa đúng đấy, giữ đúng lời hứa đấy, 10 năm là 10 năm về luôn. Ủa vậy là bạn đợi mình suốt 10 năm nay luôn á hả? Chứ làm sao nữa, không lẽ đợi 9 năm rưỡi ký đầu như bây giờ. Dễ thương vậy. Rồi nếu mà bạn đã đợi mình như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ qua mình mua một ly bắp để mình trả nợ cho bạn nha. Đi thôi. Ai nha, 10 năm mà nó lãi đây là phải lãi 100 bịch luôn á, chứ không phải là một bịch. Đây, bây giờ mình sẽ mua bắp mình trả cho bạn nha. Nhưng mà kèm theo á là mình sẽ trả cho bạn suốt đời luôn. Ghê hả? Cảm ơn bạn nhiều nha. Ui, có cầu tụt nữa nè. Hồi trước còn bị rách quần, giờ còn rách không bạn? Không, quần mình giờ còn nguyên dạng bạn ơi. Trời đất ơi, cái chuyện hồi đó mà nhớ cái chỗ này ghê á. 10 năm rồi nó vẫn không thay đổi. Có bạn nha, nó cũ đi rồi hay. Bạn nói mình mới nhớ, hình như nó cũng cũ đi một xíu hả? Ủa còn sợ độ cao không bạn? Mình bây giờ hết sợ độ cao rồi, bây giờ mình đủ khả năng để bảo vệ cho bạn rồi. Không tính ra hồi trước là bạn sợ chứ mình không có sợ luôn á. Lên xe, lên xe mình đều. Tại sao bạn không mỗi người một chỗ mà mình phải chen chúc một chỗ vậy? Mình có một món quà tặng bạn nè. Đâu, quà gì? Đây, mình có bó bông tặng bạn nè, bạn đồng ý làm bạn gái mình nha. Chắc chắn phải đồng ý rồi, chờ tận 10 năm chứ không phải ít đâu. Giờ mới chịu quay về tỏ tình. Ơi thiệt cái tình nè. Rồi, vậy là bạn đã nhận bó bông của mình rồi nha. Bây giờ á, bạn chính thức làm bạn gái của mình là bạn không được yêu người khác nha, chỉ có mình thôi. Ok, hứa sẽ yêu bạn suốt đời, yêu một mình bạn thôi. Wow, dễ thương vậy. Nghĩa là câu này nó hơi thừa, mình chờ bạn 10 năm rồi thì mình xác định là mình chỉ yêu mình bạn thôi chứ. 10 năm thanh xuân ở đây không ạ? Yêu bạn. Mama, mình cũng yêu bạn nhiều lắm.